Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Kênh YouTube của Khôi chuyên về các món âm thanh bài thơ cổ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp tục hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu với anh một siêu phẩm, một cực phẩm còn gọi là bộ để dành. Đó là một cặp loa đến từ thương hiệu đình đám nổi tiếng của Anh Quốc, đó là Goodman. Và đặc biệt nó là dòng đồng trục và thùng zin nữa này. Đây, cái quan trọng nhất ở đây là thùng zin ha. Thì Khôi nhấn mạnh như vậy tại vì đây những người chơi đồ cổ thì chắc chắn sẽ thấy được cái giá trị của nó, quá hiếm anh em ha, cực hiếm luôn. Đây nè, thì Khôi mở nhỏ lên tí xíu nha. Thì cái hàng Goodman này anh em, nó có hai đời thùng, một đời thùng lùn và một đời thùng cao. Thùng cao thì lục giác thế này thì nó rất là hiếm tại thời điểm hiện tại luôn. Thật sự khẳng định với anh em như vậy. Đó. Cách đây 2-3 năm trước thì Khôi cũng đã có một cặp. Đó. Nhưng mà Khôi cũng đã bán vì một anh khách ở Hải Phòng này, họ yêu quý và họ thích nên Khôi nhường lại nha. Thì đến thời điểm 2022 này mới có một cặp nữa nè. Thùng này là thùng zin nguyên bản anh em, chưa xử ba thuốc tác luôn nha. Anh em không? Rất là hiếm và mộc mạc luôn. Căng zin lên nè, chưa cày ra luôn nha. Đó, rất là tuyệt vời. Căng này thì nó có nhiều đời, có đời căng bố, có đời thì căng bố kim tuyến á, cái đời thì là căng bố vải ha. Nói chung là tuyệt vời, tuyệt phẩm này. Còn rất là đẹp luôn ha. Đó, thùng gỗ rất là đẹp. Hai cái nó giống nhau, kiểu như nó gần series á. Một bên còn cái tem anh em nha. Tem này. Còn một bên thì rớt rồi. Vận chuyển nó rớt rồi nè. Đó. Thùng nguyên bản mộc cái này. Còn anh em nào mà muốn mới luôn thì mình cũng có thể đem đi sửa pha cho nó mới luôn anh em nha. Thành cái loa mới thì cái đó là theo sở thích của mọi người. Thì cái này là dòng cao nè. Đây là một cái bát ba tắc này. Và dưới là một cái lỗ hơi rất to ha. Cái lỗ hơi vuông rất là to. Đó. Thì đó, ok. Bây giờ thì Khôi sẽ kéo ra một chút xíu để quay cho anh em xem phía sau. Đây nè. À đây, mình xem tất cả ha. Hình lục giác đây. Cái đít nằm ở sau này. Đây thôi. Rất là đẹp nha. Gỗ còn rất là chắc chắn. Gỗ rất chắc chắn. Cầu loa nằm ở dưới. Thì ở đây anh em, Khôi gắn này là gắn cái cụ đồng trục ha. Chỉnh được cốt server này. À, cốt này chỉnh được nha. Đây bây giờ mình demo tí anh em cùng nghe. Cái cốt mình chỉnh được này. Đó, chỉnh tiếng rất là hay anh em ha. Nghe rất là phê luôn. Đó. Đó. Phố bay. Câu kinh giáo đường ngày tháng chút đau thương, có những chiều thành phố bay. Rồi cái phần test nhạc thì lúc nào Khôi cũng có test vào cuối clip anh em. Thì cái cặp này lúc mà Khôi lắp cái cụ vào á ở dưới nhà thì Khôi cũng đã quay lại một đoạn rồi. Thì bây giờ Khôi sẽ edit lại để cho anh em cùng xem cái phần đó ha. Rồi và phần cuối thì test nhạc và sẽ báo giá. Loa thì nguyên bản nguyên zin 100% anh em ha. Hàng cũ loa ship từ eBay về nhé. Rồi bây giờ anh em tiếp tục theo dõi cái phần ruột gan bên trong. Rồi đây là cái mặt sâu này. Đó, cái cũ loa thì nó đang nằm ở dưới nhà nên Khôi quay trước. Đó, cho anh em cùng xem ha. Rồi cái phần này thì Khôi sẽ đưa vào trong cái phần video. Đó, anh em thấy cái loa rất đẹp. Đây là cái dòng đồng trục anh em nha. Hai bên hai cái này màng rất đẹp. Đó, gân này, gân tẩm dầu nha, bắt giấy gân tẩm dầu. Đó, rất là tuyệt vời anh em ha. Mà chuyện là không bị bể bị vỡ anh em nhé. Đầu trục thì nó sẽ có cái còi và cái cốt server ở đây nè. Đây cốt server này ha, nguyên zin của nó luôn, nguyên zin của nó 100%. Rồi thì cái cụ Khôi cũng đã test rồi nè. Là bây giờ Khôi đặt lên cho nó cùng xem. Ui giời, một mình này, mình rất là nguy hiểm. Đây Goodman ha. Đó. Chi xong 12 inch là bát 30 ha. Mô đen của nó là 175C. 175C. Made in England nè. Rồi 100% là zin anh em nha. Đó. Ok này ha. Made in England. Đó. Nó có cái số của nó này.
843 này nè, 843 này. Rồi. Rồi đây là cái thùng của nó này. Thùng zin bong mút đầy đủ ha. Rồi. Thì cái cặp của là có ship eBay, còn cái thùng á là mình mua nên gọi là dân chơi, em đưa cái này lên chân, bỏ lên đây chân để em quay cho nói luôn cái chỗ này. Đặt tay đặt lại. Cứ để thẳng lên bình thường đi. Cái cục kia nữa. Đây là cái cục này, nó phía sau á người ta làm á để mình có cái lỗ này nè, có cái lỗ này để mình nắm mà mình giữ á. À, nhưng mà hiện tại bây giờ là cái cốt này nè. Khôi sẽ gắn vào đây. Khôi sẽ gắn tạm vào đây. Nha. Còn mà đây. Khôi sẽ gắn tạm vào đây để mình sẽ chỉnh á, mình sẽ chỉnh nha. Đó. Không phải mình gắn vào như thế này nè, lật lại. Lật lại cho nó thẩm mỹ. Giữ lại, giữ cái tay nó. Đó. Mình sẽ gắn tạm vào đây ha. Còn những người xài á, thì họ có thể gắn bên hông này, họ có thể gắn bên đây hoặc là gắn mặt trước ha, tùy theo, nhưng mà Khôi sẽ gắn tạm vào đây nha, nó chẳng ảnh hưởng gì anh em nhé. Mình tháo cái gỗ này ra đây, mình tháo cái gỗ ra để mình lấy cái lỗ mình gắn nha. Rồi ok. Công viên buồn, tượng đá cũng buồn. Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng. Cầu kinh giáo đường, ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố bay. Thương em gầy, giọng hát đêm dài. Nghe hơi thở, chạy lòng hơi niềm nhớ. Môi gian mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ. Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay. Tiếng hát em còn đây, từ vương lệ thấm đầy. Tình còn say, mẹ nai ân chiều ấy. Bóng dáng em từ nay đã khuất sau trời mây. Em đi rồi. Thành phố hôm nay mưa rất đầy, lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi thì niềm yêu còn đây. Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này. Khôi vừa test thử anh em một ca khúc của Evit Phương nha, rất là quen thuộc, để anh em cùng nghe và có một chút xíu cảm nhận. Thì thực tế thì nói riêng về cái cặp loa này thì nó đã quá nổi tiếng rồi nè.
tùy theo cái cách chơi, cách phối hợp của mình thì nó sẽ cho ra cái thứ mình cần thôi, mình thích thôi. Vì và cái thứ hai nữa, mình đưa vào một cái thùng và nó rất là to, thì nên mình phải nghe thực tế thì trung âm với cái không gian nữa thì nó mới ra được cái chất nó là hay nhất ha. Rồi thì đây là một cái cặp loa sưu tầm mà này, thật sự là đúng là chất sưu tầm, vì một cái thùng zin của hãng như thế này mà chưa giật căng được gọi là cực hiếm luôn chứ không phải là hiếm đâu đó. Thì Khôi cũng săn lùng rất lâu thì mới đưa được cái thùng này về anh em nhé, vì hiện tại mà ship được cái thùng này từ bên Mỹ về là gần như là không thể nè. Mất 6 tháng trời thì mới có một cái chuyến hàng thì mình mới có thể ship về và tốn rất nhiều tiền nha. Đó, mình chia sẻ thôi chứ mình không có ý gì, anh em thông cảm là vì nhiều người không biết nên mình muốn giải thích. Như anh em là một cái thùng đóng rất là dễ anh em, alo cái là có thờ đóng và mang tới liền. Nhưng mà cái thùng zin, cái thùng của hãng, cái thùng mà sản xuất vào những cái thập niên 60 mà còn nguyên bản như thế này chắc chắn là hiếm anh em nha. Cái cặp thùng này không, nó đã có cái giá của nó trên 20 triệu rồi nè. Với cái củ loa nữa gần 20 triệu nữa. Đó, anh em nghiên cứu và tham khảo ha. Thì mức giá để anh em tham khảo cho cặp loa này là trên 35 triệu nha. Trên 35 triệu. Anh em lưu ý ai trong tầm chơi và biết được giá trị, hiểu được cái dòng này thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu. Thì giao dịch thì chuyển khoản trắng tiền hoặc ngày thì cọc 30% đều được. Ở Sài Gòn thì chắc chắn rồi, anh em ghé lấy có xe hơi thì chở hoặc là phải có người chuyên chở thì mới chở tận nhà được nha, vì nó cao to và nặng. Rồi, Khôi xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại.